Chào cụ Ấu. Chà, lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau. Chắc đâu cũng 8.000 năm rồi. Không, anh Tầm hơi quá, 10 năm rồi đúng không? Em lúc này sao rồi? Dạ, em vẫn vậy anh Đình Toàn ơi. Mà anh Đình Toàn nè, ra đây em hỏi một tí. Hỏi cái gì? Bộ quan trọng lắm hả? Anh Đình Toàn ơi, sao dạo này người anh đẹp thế? Dạo xưa anh mập lắm mà. Thì tại lúc này anh ăn ít chất béo và bổ sung thêm nghệ. Anh Đình Toàn ơi, sao da anh trắng hồng không thì vết vậy? Dạo xưa da anh đen hơn mà. Do anh sử dụng bột nghệ. Anh Đình Toàn ơi, sao tay anh lành vết thẹo rồi? Dạo xưa tay anh hay thẹo chi chít luôn á. À, do anh sử dụng nghệ luôn. Anh Đình Toàn ơi, em đen thế này, thấy anh trắng và đẹp, em thèm quá đi. Giờ em muốn được như anh, em phải sử dụng nghệ như thế nào hả anh? Anh chỉ cho em với. À, cái chuyện này thì... Anh không muốn bật mí chứ gì? Không phải, thật ra anh Toàn định là nhờ hai nhà thông thái sẽ tư vấn cho cụ Ấu chuẩn hơn anh Toàn. Đồng ý không? Dạ, em đồng ý liền. Mình đi luôn đi anh. Ừ. Đốc tư khỏe ơi, có nhà không cho Đình Toàn làm phiền chút được không nè? Phiền gì chứ, Đình Toàn không thấy Đốc tư khỏe đang ngồi lướt điện thoại sao? Thật là may quá, có các cụ nghệ vàng ở đây nữa. Vậy thì Đình Toàn trình bày ngay lập tức. Hôm nay á, Đình Toàn đưa cụ Ấu tới đây để gặp Đốc tư khỏe và cả nghệ vàng nữa, để nói cho cụ Ấu nghe tại sao là lúc này Đình Toàn người thon gọn hơn, da trắng hơn và tay hết sẹo luôn. Ồ, được chứ, được chứ. Nhưng ta nói, cụ Ấu phải kiên trì nha, vì cụ Ấu đen quá. Dạ, Đốc tư khỏe bắt đầu nói đi ạ. Con nôn nóng quá rồi nè. Đốc tư khỏe đã có mật mấy thông tin đầu tiên nè. Nhân gian vẫn hay dùng em làm gia vị trong nấu ăn, bởi vì em đem lại màu sắc bắt mắt cho món ăn đó nha. Đúng rồi, như kho thịt nè, kho cá nè, nấu miếng lương nè, phải có nghệ vàng mới được nha. Vừa tăng và thêm sự hấp dẫn cho món ăn, vừa bổ dưỡng nữa. Con người còn sử dụng nghệ để làm đẹp rất hiệu quả. Thông tin này của Ấu đang cần có đúng không nào? Dạ đúng rồi. Vậy con nên sử dụng nghệ làm đẹp ra sao hả Đốc tư khỏe? Bởi vì trong tinh bột nghệ cũng có nhiều thành phần lý tưởng giúp quỷ chất béo trong chế độ ăn hàng ngày. Chỉ cần uống một muỗng cà phê tinh bột nghệ trước mỗi bữa ăn, hiệu quả tức thời. Chính xác, cụ Ấu, em nhớ áp dụng nha. Chứ lúc này anh Toàn thấy là em mập lắm rồi đó. Cụ Ấu ơi, anh Toàn sử dụng nghệ tươi để làm trắng da đó. Mua 1 ký nghệ tươi, loại già nha. Cạo vỏ, rửa sạch rồi để ráo. Sau đó cắt lát cho vào hũ thủy tinh, ngâm với 1 lít mật ong, từ 7 đến 10 ngày là dùng được. Mỗi tuần thoa lên mặt từ 2 đến 3 lần. Mỗi lần để khoảng 15 phút rồi đi rửa mặt là xong. Vừa ngăn ngừa mụn, lại làm đẹp da nữa. Tốt nhất là ngâm trong hũ thủy tinh, rồi để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Rất tiện lợi và hiệu quả. Hay quá, mà bữa giờ cụ Ấu không hề biết. Cụ Ấu phải làm ngay đây. Ê, cụ Ấu, con. Rồi, chạy mất tiêu rồi. Nhưng mà Đình Toàn công nhận nha, nghệ rất tốt trong việc làm đẹp da. Tuyệt vời. Thôi được rồi, vậy thì Đốc tư khỏe nhớ dành thời gian cho Đình Toàn và quý vị khán giả vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chào quý vị khán giả đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.